cứ mỗi giây 4 đứa trẻ lại được sinh ra, 8 người trở thành CEO. Hàng nghìn câu chữ được nối ra, hàng triệu bước đi, hàng tỷ nhịp đập trái tim. Vậy, liệu nhịp đập của bạn có nổi bật? Bạn có đi con đường ít người đi? Bạn có nói điều khác biệt và định nghĩa lại thành công? Liệu bạn có chấp nhận bình thường khi bạn được sinh ra để khắc riêng một dấu ấn? Bạn có sẵn sàng đậm dấu ấn? Đón chờ sự thay đổi ngoạn mục vào ngày 9 tháng 8.